Kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi tin tức và phần nhân sinh cảm ngộ mỗi ngày. Chúc quý vị có một ngày thuận lợi và bình an. Và ngay bây giờ như thường lệ là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thành phố Hồ Chí Minh đánh sập đường dây cho vay nặng lãi thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng. Cứu hai thanh niên bị sóng cuốn trôi khi tắm biển ở Nam Định. Quái xế bốc đầu xe máy trước mặt cảnh sát giao thông Hà Nội. Sét đánh chết hơn 10 con bò của người dân, nhiều người thương vong. Xác định vụ phân xác ở Bình Dương là án mạng, thay đổi đặc điểm nhận dạng. Nhiều xe con bị đập kính trộm tài sản khi để qua đêm ở Buôn Ma Thuột. Cứu sống một giáo viên người nước ngoài nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng. Bộ Y tế đề nghị 4 trường đại học đưa môn văn vào xét tuyển ngành y giải thích rõ. Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 10%. Tạm giữ ông Tô Quốc Khanh, hiệu lãnh đội đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Xe bán tải phát nổ rồi bốc cháy sau va chạm nhẹ, tài xế tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo Người Lao Động dẫn thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa tiến hành khởi tố 9 bị can là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit, công ty trách nhiệm hữu hạn FinCap VN và công ty trách nhiệm hữu hạn Sophie Solution về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, công ty Digital Credit, công ty FinCap VN và công ty Sophie Solution đã núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm 2023, thông qua hai trang web trên, ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123 tỷ đồng. Lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ Luật Dân Sự. Mới đây, Chủ tịch xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xác nhận người dân địa phương vừa cứu kịp thời hai thanh niên là du khách bị sóng biển cuốn trôi trong khi tắm biển ở khu vực bãi biển Hải Lý. Theo một số người dân, sự việc trên diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 5. Trong lúc tắm biển, hai thanh niên bất ngờ bị sóng dữ cuốn, kéo ra xa khỏi bờ đã kêu cứu. Phát hiện sự việc, một số người dân đã lao xuống biển vật lộn với sóng dữ để cứu người. Sau khi một thanh niên được cứu và đưa vào bờ an toàn, người còn lại có dấu hiệu đuối sức và trôi ra xa bờ hàng chục mét. Để cứu được người còn lại, những người dân trên bờ kè đã ném cả dây thừng xuống để người phía trước buộc vào nam thanh niên gặp nạn. Sau nhiều nỗ lực của người dân, nam thanh niên đã được cứu thoát. Ông Định cho biết thêm, ở khu vực bãi biển Hải Lý, chính quyền địa phương luôn tuyên truyền du khách đến tắm biển phải chú ý đảm bảo an toàn, nhưng nhiều tình huống không thể lường trước được. Ông Định nói, ở khu vực tắm biển có một đội cứu hộ có kinh nghiệm. Những người này đều là người dân địa phương, tự nguyện vào đội để xử lý tình huống có người gặp nạn khi tắm biển. Ngày 28 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hai thanh thiếu niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, có hành vi bốc đầu lạng lách đánh võng ngay trước mặt cán bộ cảnh sát giao thông trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến tỏ ra phẫn nộ trước hành vi nguy hiểm và bất chấp của hai thanh thiếu niên trên. Liên quan tới sự việc, trao đổi với phóng viên báo Dân Chí, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra đêm 5 ngày trước ngày 24 tháng 5 tại đường Nguyễn Trãi hướng Khuất Duy Tiến đi Hà Đông. Theo vị này, ngay sau khi phát hiện hai thanh thiếu niên có hành vi vi phạm, tổ cảnh sát đã áp sát để yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, do hai thanh thiếu niên phóng tốc độ cao cộng với đường đông nên việc xác minh đang gặp khó khăn. Được biết, trong thời gian gần đây, lực lượng công an tại nhiều tỉnh thành thường xuyên nhận được những phản ánh của người dân qua mạng xã hội về tình trạng các thanh thiếu niên vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy rồi đăng lên mạng xã hội với mục đích câu view, câu like. Đây là những hành vi nguy hiểm không chỉ với bản thân mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tình trạng này khiến nhiều người đi đường khiếp sợ vì các thanh thiếu niên này thường phóng xe bản mạng, rú ga nẹt bô inh ỏi. Thông tin xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng ngày hôm qua 28 tháng 5, tại khu vực bãi lở trên địa bàn xã đã xảy ra vụ việc sét đánh làm một người tử vong và một người bị thương. Theo đó, người tử vong được xác định là một người đàn ông 49 tuổi, trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đang làm công nhân xử lý bãi lở, còn người bị thương là ông Đinh Văn Di, chưa rõ tuổi,
trú tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, làm nghề lái tàu. Thời điểm trên, hai ông đang cùng làm việc tại khu vực xử lý bãi lở thì bất ngờ gặp mưa kèm sét đánh gây tử vong và bị thương. Sau đó, ông Đinh Văn Di được đưa đi cấp cứu, tình hình sức khỏe dần ổn định trở lại. Cũng trong sáng ngày 28 tháng 5, trên địa bàn xã Tả Củ Tỉ, huyện Bắc Hà, Lào Cai, ghi nhận trường hợp của anh Sùng Xeo Phừ, sinh năm 1988, trú ở thôn Xín Trải, xã Tả Củ Tỉ bị sét đánh tử vong trong khi đi kiểm tra ruộng để lấy nước. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, trên địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, xảy ra vụ việc sét đánh làm hai người phụ nữ thương vong. Ngoài ra, mưa kèm theo dông sét những ngày qua đã đánh chết hơn 10 con bò của người dân vùng cao Hòa Bình và Sơn La. Liên quan đến vụ án phân xác tại Bình Dương gây xôn xao dư luận những ngày qua, Công an tỉnh Bình Dương vừa tiếp tục ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Cụ thể, trong thông báo mới này, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ án giết người và có thay đổi một số thông tin liên quan đến đặc điểm nhận dạng của nạn nhân. Theo đó, kết quả điều tra đến nay, xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1m68 đến 1m7, chết từ 8 đến 14 ngày khoảng ngày 10 tháng 5 năm 2023 đến khi phát hiện. Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu phát hiện các thông tin liên quan thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an. Chú ý các đặc điểm: người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên. Các địa điểm kinh doanh mua bán phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối. Hoặc khi phát hiện đối tượng có liên quan đến vụ án thì đề nghị cung cấp ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương. Truyền thông trong nước đưa tin, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang truy tìm nhóm nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cậy cửa, đập phá kính xe con của người dân để ngoài đường nhằm trộm cắp tài sản. Mới đây nhất, vào rạng sáng ngày 27 tháng 5, một nhóm thanh niên đã cậy cửa, lục lọi lấy đi nhiều giấy tờ quan trọng trong chiếc xe con đậu trên vỉa hè đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó khoảng 2 giờ ngày 22 tháng 5, hai người bịt mặt cũng cậy cửa xe con đậu trên đường Nguyên Hồng, thành phố Buôn Ma Thuột, lục lọi tìm kiếm đồ đạc. Sau khi lấy đi một số tài sản, hai nghi phạm này còn ngước lên nhìn thẳng vào camera an ninh trước khi bỏ đi. Tương tự, đêm ngày 20 tháng 5, một nhóm khác đã đập kính chiếc xe con đậu trên đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, lấy đi một số giấy tờ xe cùng chiếc máy tính xách tay trị giá hơn 20 triệu đồng. Theo báo Pháp Luật và Xã hội, Công an huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan vừa kịp thời cứu nạn thành công một giáo viên người nước ngoài nhảy xuống sông tự tử. Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 27 tháng 5, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo về người đàn ông ngoại quốc đi xe lên cầu Bắc qua sông Văn Úc, nối huyện Tiên Lãng với huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, rồi bỏ lại xe máy và nhảy xuống sông. Ngay sau đó, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đến hiện trường, dùng cano của doanh nghiệp đóng tàu gần đó tiếp cận hiện trường nơi người đàn ông đang chơi với, vớt nạn nhân và đưa lên bờ, đến trung tâm y tế huyện Tiên Lãng cấp cứu điều trị. May mắn là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe tạm thời ổn định. Bước đầu xác định, nạn nhân sinh năm 1992, quốc tịch Nam Phi, là giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ ở thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, theo thông tin từ đề án tuyển sinh năm 2023, một số trường đại học đã sử dụng tổ hợp chứa môn văn để xét tuyển vào ngành y khoa. Đây là ngành học vốn dĩ vẫn quen thuộc với 3 môn toán, hóa, sinh. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ Đào tạo Bộ Y tế cho biết, tuần tới, Bộ Y tế sẽ có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường giải thích rõ. Phó Giáo sư Long nhấn mạnh, Bộ Y tế không có thẩm quyền trong việc quyết định môn thi, nhưng ngành y là nơi sẽ sử dụng nhân lực, nên các hoạt động liên quan tới các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực ngành y tế được Bộ Y tế đặc biệt quan tâm, trong đó có chất lượng đầu vào. Theo Phó Giáo sư Long, lĩnh vực sức khỏe cơ bản là khoa học tự nhiên, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, cũng lựa chọn các môn tự nhiên để thi hoặc xét tuyển đầu vào. Do đó, các trường đưa môn văn vào xét tuyển cần có trách nhiệm giải trình căn cứ khoa học và thực tiễn trong xác định phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và lý do đưa môn văn vào xét tuyển ngành y. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã làm việc với Bộ Nội vụ và hai bên thống nhất đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, giáo viên tiểu học thêm 5% từ ngày 1 tháng 7. Hiện phương án đang chờ Bộ Tài chính cho ý kiến. Như vậy, mức tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non không được như đề xuất của Bộ.
Trước đó, tại dự thảo tờ trình Chính phủ hồi tháng 11 năm 2022, Bộ này đề xuất mức phụ cấp ưu đãi 100% với giáo viên mầm non làm việc tại xã đặc biệt khó khăn thuộc các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới. Còn lại hưởng 70%, gấp đôi hiện tại. Theo ông Sơn, thu nhập bình quân của giáo viên mầm non sau 5 năm làm việc đạt 4,5 đến 4,7 triệu đồng, gồm phụ cấp và thâm niên. Với người mới tuyển, thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng trong từ 2 đến 3 năm đầu. Giáo viên mầm non ở các vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp ưu đãi 70%, cộng thêm phụ cấp thu hút của địa phương hoặc làm việc tại các trường chuyên biệt, lương sau 5 năm làm việc có thể đạt 6 triệu đồng nhưng số lượng không nhiều. Những giáo viên này phải làm việc trong môi trường đặc biệt khó khăn, mức lương đó chưa tương xứng với công sức. Ông Sơn cho hay, việc tăng lương phụ cấp để giúp giáo viên không bỏ việc. Nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, Công an quận Tây Hồ Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với ông Tô Quốc Khanh, cựu lãnh đội đội tuyển cờ tướng Việt Nam để điều tra hành vi đánh bạc. Nguồn tin cho hay, ông Khanh bị tạm giữ từ ngày 24 tháng 5 sau khi bị phát hiện có hành vi cá độ bóng đá qua mạng. Được biết, ông Khanh từng phụ trách bộ môn cờ tướng Tổng cục Thể dục Thể thao, đồng thời là lãnh đội đội tuyển cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32. Tuy nhiên, sau lùm xùm liên quan đến việc nhiều kỳ thủ tên tuổi có phong độ tốt bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 32, ngày 28 tháng 4 vừa qua, ông Khanh đã bị cách chức lãnh đạo đội, đồng thời loại khỏi danh sách tham dự SEA Games 32. Đây không phải là lần đầu tiên ông Tô Quốc Khanh can dự sâu vào nội tình đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Trước đó, thời điểm cờ tướng Việt Nam chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới năm 2022 tại Malaysia, ông Khanh đã tham mưu với Tổng cục Thể dục Thể thao triệu tập đội tuyển với thành phần kỳ thủ mà nhiều người thành tích không đáp ứng tiêu chí lên tuyển. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ xe bán tải phát nổ, bốc cháy làm tài xế thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 11 giờ ngày 28 tháng 5 tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng. Lúc này, một người đàn ông thuê xe bán tải chạy từ huyện Lâm Hà đến xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, ăn đám cưới. Khi đến khu cư xá thì va chạm với một người phụ nữ đi bộ. Sau khi xuống xe kiểm tra tình hình người bị va chạm, người đàn ông lên lại xe thì chiếc xe bất ngờ phát ra hai tiếng nổ lớn rồi bốc cháy ngùn ngụt, khiến ông tử vong tại chỗ. Còn người phụ nữ bị xe bán tải va chạm bị thương được đưa đi cấp cứu, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp theo là tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. 33 máy bay, 10 tàu quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan. Phong trào phá tường lửa kêu gọi hơn 40 cảnh sát mạng Trung Quốc đầu thú. Mỹ tuyên bố không tha thứ việc Trung Quốc ra đòn với chip Micron. Khắp Kiev bị tấn công trong đêm, Nga đã giảm tấn công ở Bakhmut. Ukraine cho biết cuộc phản công đã bắt đầu với cường độ ngày càng gia tăng. Thêm thống đốc Cộng hòa sắp tranh cử Tổng thống Mỹ. Người theo cơ đốc giáo ở Triều Tiên đối mặt với nhà tù và cái chết. Tàu từ thiện giải cứu gần 600 người di cư ngoài khơi nước Ý. Siêu bão mạnh nhất thế giới 3 năm qua sắp đổ bộ Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông quốc tế đưa tin, Đài Loan vừa phát hiện 33 máy bay và 10 tàu quân sự của Trung Quốc áp sát hòn đảo này. Cụ thể, thông cáo của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, trong vòng 24 giờ qua, chúng tôi phát hiện tổng cộng 33 máy bay quân sự và 10 tàu hải quân của Trung Quốc hoạt động quanh Đài Loan. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sát tình hình. Thông cáo cho biết thêm, trong số các phương tiện quân sự trên, 12 máy bay bị phát hiện đã đi vào vùng nhận diện phòng không ở Đông Nam và Tây Nam của đảo Đài Loan. Các máy bay này gồm Su-30, J-10, J-16, máy bay vận tải Y-8, máy bay không người lái WZ-7, trực thăng Z-9. Được biết, tình hình eo biển Đài Loan gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hồi tháng 4. Trong khi đó, Trung Quốc liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh hòn đảo. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự. Thưa quý vị, ông Kiều Hâm Hâm, cựu phóng viên của Đài Châu Á Tự Do RFA, người khởi xướng phong trào gỡ bỏ tường lửa Internet của chính quyền Trung Quốc, mới đây đã cứng rắn kêu gọi hơn 40 cảnh sát mạng của Bộ Công an Trung Quốc ra đầu thú. Theo ông Kiều, thông tin cá nhân của những cảnh sát mạng này đã được nắm chắc, nếu họ từ chối đầu thú, từ chối lập công chủ tội và khai ra cấp trên cấp dưới, họ sẽ phải đối mặt với truy bắt toàn cầu và kết án nặng. Trong video mới được đăng tải,
Ông Kiều cho biết đã viết một lá thư cho Nhân dân Hợp Chủng Quốc Trung Quốc và chính phủ các nước. Trong lá thư viết rằng, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 27 tháng 4 năm nay, có hơn 40 nhân viên cảnh sát mạng của Bộ Công an Trung Quốc như Trần Tư Nguyên, Hồ Phượng Minh, Trần Soái và Mã Trình đã tham gia vào cái gọi là cuộc chiến trinh sát đặc biệt chống lại quân đội mạng nước ngoài do Cục 11 của Bộ Công an Trung Quốc tổ chức. Theo ông Kiều, trong thời gian này, những cảnh sát trên đã gọi điện thoại đe dọa các thành viên trong nhóm phong trào phá tường lửa Internet và người nhà của họ ở Trung Quốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho tin tức và tự do ngôn luận ở Hợp Chủng Quốc Trung Quốc và vi phạm trắng trợn chủ quyền tư pháp của các quốc gia khác. Được biết, một thông báo nội bộ của Bộ Công an Trung Quốc mới bị rò rỉ cũng cho thấy chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu gần 40 tỉnh và khu vực nước này cử nhân viên tham gia đào tạo gián điệp mạng nhằm thao túng dư luận nước ngoài. Trang App News đưa tin, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo mới đây tuyên bố Mỹ sẽ không tha thứ cho việc Trung Quốc cấm cửa chip thẻ nhớ của hãng chip Mỹ Micron và đang hợp tác với các đồng minh để xử lý hành vi chèn ép kinh tế này. Cụ thể, phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Raimondo nói rằng Mỹ kiên quyết phản đối những hành động của Trung Quốc đối với Micron và cho biết chính quyền Trung Quốc đang tấn công một công ty Mỹ mà không có cơ sở thực tế. Được biết trước đó, ngày 21 tháng 5, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho hay hãng thẻ nhớ lớn nhất của Mỹ Micron không vượt qua được cuộc đánh giá an ninh mạng. Theo đó, Trung Quốc sẽ cấm các đơn vị vận hành hạ tầng quan trọng mua sản phẩm của hãng này. Hãng Reuters dẫn thông tin từ truyền thông Ukraine cho biết, mới đây nhiều vụ nổ liên tiếp trong đêm đã làm rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine. Các cảnh báo không kích cũng đã vang lên ở hầu hết khu vực xung quanh Kiev. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết, mảnh vỡ của máy bay không người lái UAV Nga đã rơi xuống một trạm xăng, là một người đàn ông 41 tuổi ở quận Solomyansk thiệt mạng và ít nhất 3 người đã bị thương trong các vụ tấn công. Trong khi đó, tại chiến trường phía đông, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malian nói rằng quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công, nhưng đã tạm nới lỏng các cuộc tấn công trong và xung quanh thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk vùng Donbass Ukraine để tái hợp lại và củng cố lực lượng. Theo bà Malia, trong ngày 26 và 27 tháng 5, không có bất kỳ trận đánh nào trong thành phố lẫn hai bên sườn Bakhmut. Thay vào đó, quân đội Nga đang pháo kích vào vùng ngoại ô và các hướng tiếp cận Bakhmut. Hiện phía Kiev khẳng định lực lượng của họ vẫn kiểm soát một phần nhỏ ở Bakhmut, trong khi Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố này. Từ Guardian đưa tin, ông Mykhailo Podolyad, cố vấn của Tổng thống Ukraine, mới đây cho biết các hoạt động sơ bộ của Kiev đã bắt đầu nhằm mở đường cho một cuộc phản công chống lại các lực lượng chiếm đóng của Nga. Cụ thể, ông Podolyad nói, đó là một quá trình phức tạp, không phải là vấn đề trong một ngày hay một giờ nhất định. Đó là một quá trình phối hợp liên tục và một số quy trình nhất định đang diễn ra. Vị quan chức này nói thêm, cường độ đang tăng lên nhưng sẽ mất một khoảng thời gian khá dài. Đồng thời, ông dự đoán rằng khi đà phản công tăng dần, sẽ có nhiều cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga của các nhóm phiến quân Nga, chẳng hạn như cuộc đột kích ở vùng Pegorod hồi đầu tuần. Được biết trước đó vào thứ Bảy, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zelensky đã làm dấy lên kỳ vọng một chiến dịch lớn có thể sắp xảy ra bằng cách tuyên bố trên mạng xã hội rằng đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Truyền thông Mỹ đưa tin, ông Doug Burgum, 66 tuổi, thống đốc bang North Dakota của Mỹ vừa cho biết ông có thể tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 6, cạnh tranh với hàng loạt ứng cử viên khác của Đảng Cộng Hòa. Hiện nguồn tin am hiểu kế hoạch của ông Burgum cho hay, Thống đốc Burgum dự kiến tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vào ngày 7 tháng 6 ở thành phố Fargo, bang North Dakota. Được biết, ông Burgum đang là thống đốc North Dakota nhiệm kỳ thứ hai. Hiện Jean Tetterholmes, cố vấn chính trị của Đảng Cộng Hòa, nhận định khả năng ông Burgum đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử là xa vời. Nhưng thống đốc North Dakota có câu chuyện cá nhân hấp dẫn và phong thái vững chắc cũng có thể thu hút một số cử tri. Tính đến nay, ngoài ông Trump, Đảng Cộng Hòa còn đang có các ứng viên khác cho ghế Tổng thống Mỹ năm 2024, gồm cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, 51 tuổi, cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, 72 tuổi, doanh nhân Vivek Ramaswamy, 37 tuổi, phát thanh viên Larry Elder, 71 tuổi, thượng nghị sĩ Tim Scott, 57 tuổi và thống đốc bang Florida Ron DeSantis, 44 tuổi. Kết quả thăm dò do hãng Reuters Ipsos thực hiện gần đây cho thấy ông Trump đang được 49% thành viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Ông DeSantis ở vị trí thứ hai với tỷ lệ 19%,
Đảng Dân Chủ hiện có 3 ứng viên là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden 80 tuổi, luật sư môi trường Robert F. Kennedy Jr. 69 tuổi và nữ tác giả Marianne Williamson 70 tuổi. Tổng thống Mỹ Joe Biden khả năng cao sẽ giành được đề cử của đảng này. Truyền thông quốc tế đưa tin, nhiều người theo Cơ Đốc giáo ở Triều Tiên đang đối mặt với nhà tù và cái chết. Được biết, Bắc Triều Tiên là nước khét tiếng về sự tàn ác đối với những người bất đồng chính kiến. Tại đây, hàng chục nghìn tín đồ Cơ Đốc giáo được cho là đang mòn mỏi trong tù. Một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố gần đây cho biết rằng Hiến pháp Triều Tiên cho phép tự do tôn giáo, nhưng điều này không tồn tại trong thực tế. Báo cáo từ Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết có tới 70.000 tín đồ Cơ Đốc giáo đang bị cầm tù ở Triều Tiên cùng với những tín đồ từ các tôn giáo khác. Theo tổ chức phi chính phủ Open Door USA, đối với những người theo đạo Cơ Đốc ở Triều Tiên, cuộc sống là một nỗi áp lực thường xuyên và bị bắt hay chết chỉ có khi chỉ vì một lần lỗi lầm. Thậm chí người Cơ Đốc giáo bị coi là tầng lớp thấp nhất trong xã hội Triều Tiên và dễ bị tổn thương hoặc gặp nguy hiểm. Một trường hợp điển hình được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trích dẫn cho biết, cả một gia đình ở Triều Tiên, bao gồm cả đứa con 2 tuổi của họ, đã bị bỏ tù sau khi nhà chức trách phát hiện ra các hoạt động tôn giáo và một cuốn kinh thánh. Gia đình này đã bị kết án tù chung thân. Được biết, Triều Tiên tôn vinh gia đình nhà lãnh đạo Kim, cụ thể là nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un và người cha cùng ông nội quá cố của ông Kim là Kim Jong-il và Kim Il-sung. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, nhà nước Triều Tiên coi hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm là những nhân vật phi thường. Hãng Reuters đưa tin, một con tàu do Tổ chức Từ thiện Bác sĩ Không Biên Giới MSF điều hành vừa giải cứu thành công gần 600 người di cư trên một chiếc thuyền quá tải gặp nạn ngoài khơi đảo Sicily của Ý vào hôm thứ Bảy. MSF cho biết, sau 3 giờ hoạt động, 599 người đã được cứu sống, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em hiện đã lên tàu an toàn. Những người di cư sẽ được đưa lên bờ ở cảng phía nam Paris. Theo chỉ định của chính quyền Ý, dự kiến sẽ mất khoảng 40 giờ để đến cảng. Hiện các tổ chức từ thiện đã chỉ trích chính quyền Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý, vốn có lập trường cứng rắn chống lại nạn nhập cư bất hợp pháp, khi cho rằng chính quyền Ý thường chỉ định các cảng quá xa khu vực diễn ra các cuộc giải cứu. Được biết, hơn 47.000 cuộc đổ bộ của người di cư đã được ghi nhận ở Ý cho đến nay trong năm 2023, tăng từ khoảng 18.000 trong cùng kỳ năm 2022. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagas, siêu bão Mawua là siêu bão mạnh nhất thế giới 3 năm qua đã tiến vào vùng biển Philippines. Pagas cho biết siêu bão Mawua đang dần mạnh lên trước khi đổ bộ vào đất liền, với gió giật có thể lên tới 270 km/h. Một số khu vực ở Philippines đã đưa ra cảnh báo mưa dông và nguy cơ sạt lở đất. Tính đến ngày 28 tháng 5, vị trí của bão Mawua cách miền trung đảo Luzon của Philippines khoảng 1.320 km, với sức gió tối đa gần tâm bão là 195 km/h, gió giật lên tới 240 km/h. Bão đã mạnh lên cấp 5, mạnh nhất trên thang cảnh báo bão quốc tế. Cũng theo Pagas, bão Mawua sẽ duy trì trạng thái siêu bão trong 2 ngày cuối tuần và không loại trừ khả năng tiếp tục mạnh lên trong 12 đến 24 giờ tới, trước khi di chuyển chậm lại. Tổng thống Philippines cho biết, chính phủ nước này đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền các địa phương, đặc biệt là ở đảo Luzon để đối phó với siêu bão. Đồng thời, chính phủ Philippines đã chuẩn bị sẵn sàng cứu trợ trị giá gần 2 tỷ peso cùng hệ thống liên lạc khẩn cấp, liều bạt để ứng phó với siêu bão này. Vừa rồi là những tin tức chính trong ngày, và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phần Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, có câu ngạn ngữ: thời thịnh thế chữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim. Ấy là nói về sách lược ứng phó để giữ tiền bạc của người đời. Ngôn từ giản dị mà ý nghĩa minh bạch. Trải qua mấy nghìn năm hết thịnh thế lại đến loạn thế, câu nói này vẫn lưu truyền đến ngày nay. Điều ấy chứng tỏ con người ta đều có nhận thức giống nhau về vấn đề trên thực tiễn. Tuy nhiên, vạn sự vạn vật đều có chu kỳ, thành trụ hoại diệt. Xã hội nhân loại cũng có trạng thái cuối cùng mà trong kinh Phật gọi là thời mạt pháp, mạt kiếp. Vào thời này, con người phải làm sao đây? Con người thời mạt thế phải làm sao để bảo tồn lợi ích tối đa? Vấn đề này nói ra rất mẫn cảm. Nếu như nhân loại vẫn chưa đi đến trang cuối cùng của lịch sử, thì vấn đề kỵ úy này cũng không cần phải động chạm tới. Chính như câu ngạn ngữ nói, đó là liên quan tới thịnh thế và loạn thế. Kỳ thực,
toàn bộ câu ngạn ngữ chỉ liên quan đến một vấn đề then chốt: thời mà thế phải tu hành. Lời dạy của người xưa thực ra là: thời thịnh thế chữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim, thời mà thế phải tu hành. Vậy tu hành cuối cùng đạt được điều gì đây? Có câu chuyện ngắn sau đây xin được chia sẻ với quý vị. Có người hỏi vị tăng sĩ: ông lúc nào cũng tu tu hành hành, vậy thông qua tu hành cuối cùng đạt được cái gì? Vị tăng sĩ trả lời: cái gì cũng không đạt được. Người này lại hỏi: vậy ngài còn tu hành làm gì? Vị tăng sĩ mỉm cười nói: thế nhưng tôi cũng có thể nói với cậu những thứ tôi mất đi. Tôi từ từ mất đi tâm oán hận, ỷ lại, hẹp hòi, soi mói, chỉ trích, bi quan và cầu vọng. Mất đi sự nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, mất đi hết thảy những thứ vô tri, càn nhiễu và chướng ngại. Và thưa quý vị, chân lý của tu hành không phải vì muốn đạt được, mà chính là phải vứt bỏ đi hết thảy những nhân tâm, chấp trước, quan niệm bất hảo bao đời hình thành. Mục đích của đề cao không phải vì đạt được, mà là buông bỏ. Chắc hẳn quý vị cũng sẽ có những suy nghĩ riêng của mình. Đừng ngần ngại chia sẻ cho chúng tôi biết ở phía dưới nhé. Và đúng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng giảng về thời mạt Pháp chính là ngày hôm nay, thì trên thế giới có hàng trăm triệu người cũng đã bước vào tu luyện. Có rất nhiều phương pháp để tu, trong số đó có người tu tâm dưỡng tính, rèn luyện thân thể theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn ngày càng đông khắp các châu lục. Bên cạnh việc tu tâm theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn thì việc luyện tập năm bài công pháp nhẹ nhàng phù hợp với nhiều lứa tuổi đã giúp cho rất nhiều người được lợi ích, cải biến về sức khỏe, đạo đức thăng hoa và có nội tâm an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai, những lời vu khống và có những nơi còn đàn áp những người tu luyện theo chân thiện nhẫn, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách chuyển pháp luân và luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.